Rồi, mình chào các bạn đến kênh YouTube Tấm X bên nhật bạn. Thì như tựa đề video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái phụ kiện dành cho xe ô tô của chúng ta các bạn. Đó chính là một cái móc ghế ô tô ha. Thì cái này mình mua trên Shopee nha các bạn. Cái này thì giá nó rẻ đó các bạn, nó chỉ có khoảng mười mấy 20.000 cái thôi. Thì mình mua 4 cái để gắn vô cái ghế hàng ghế trước của xe ô tô mình. Thì những cái người ngồi sau á, hàng ghế sau thì người ta có những cái móc ha, để người ta có thể treo đồ được, cũng như là có thể gắn được điện thoại luôn, cho mấy cái em các cháu của chúng ta mà nó có thể nó ngồi trên xe, nó có thể nó coi được video trên cái điện thoại cũng được các bạn ha, hoặc là sạc điện thoại này kia luôn, nó tiện lắm các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khui hộp sản phẩm cho các bạn xem nha. Này mình mua trên Shopee, thì cái sản phẩm mình sẽ để phần mô tả video các bạn, bạn nào quan tâm thì các bạn có thể click vào tham khảo và cũng thể mua để trang bị cho cái xe yêu của chúng ta nha các bạn nha. Này thì không có nhiêu tiền các bạn, nó rẻ mà. Rồi, mình mua 4 cái các đây 4 cái. 4 cái ha. Thì mình mua màu đen các bạn. Xe mình thì cái ghế màu đen, mình mua màu đen luôn. Thì nó có cũng nhiều màu các bạn, nó có màu đen, màu xanh, màu bạc, màu đỏ. Đó. Mình thì ghế mình màu đen thì mình mua màu đen thôi. Coi shop có giao đúng màu hết không. Mình mua 4 cái rồi tính tiền ship luôn. Mình cũng có mấy cái mã giảm giá luôn các bạn. Thì cuối cùng là giá của nó chỉ có 77.800 thôi. Mình trả cho shipper 80 luôn. Rồi, thì bây giờ mình, đó, mình sẽ mở ra cho các bạn xem nó như thế nào. Rồi sau đó thì mình cũng sẽ lắp lên xe, hoàn thiện lên xe luôn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem đó. Để các bạn dễ hình dung ha. Đó, đây các bạn. Mình thấy nó cũng khá là ok á. Nó cũng là chắc chắn đó các bạn. 4 cái là ok hết, không có cái nào hư hao hết ha. Rồi thì cách sử dụng nó đơn giản đó các bạn. À, cái sử dụng thì các bạn biết cái gối á, cái gối tựa đầu của cái ghế hàng ghế trước của chúng ta thì nó sẽ có hai cái thanh inox nó chĩa lên đúng không? Để nó cố định cái gối á, thì cái đó thì các bạn cũng có thể hạ lên hạ xuống cái phần gối đó phải không? Thì cái phần cái tay inox đó thì các bạn sẽ mở cái này ra ha. Đó. Rồi. Đây, thì các bạn sẽ để cái này ha, cái khe này vào cái ti của cái ghế cái hàng ghế trước. Rồi thì tùy theo cái kích cỡ của cái cây đó lớn nhỏ như thế nào thì các bạn mới móc cái này vô ha. Đó, các bạn móc cái này vô xong rồi các bạn giày thì nó sẽ cố định ha, nó sẽ cứng đó. Thì chúng ta cũng có thể là xoay ha, chúng ta xoay lên trước, thí dụ như các bạn ngồi ở ghế lái đi, ghế lái các bạn muốn xoay lên trước, các bạn máng cái ly nước hay là máng cái đồ bạc gì máng bên cái ghế phụ á. À, cũng được, à, các bạn xoay lên sau thì cái người ngồi sau người ta máng sau cũng được các bạn ha. Rồi rồi còn cái này nó cũng có một cái nữa, có nghĩa là nó còn có thêm một chức năng là để cố định cái điện thoại ha. Đó, các bạn thấy nè, anh cố định cái điện thoại đây, thì cái điện thoại các bạn sẽ bỏ vào cái khe này, ví dụ mình lấy cái iPhone 6 của mình ha. Đó, mình đó các bạn thấy không. Rồi thì để cho những người ngồi sau người ta có thể xem, ta lướt trên cái điện thoại này, ta coi video luôn cũng được các bạn đó ha, rất là tiện nha. Nó hỗ trợ được tới điện thoại 6 inch rưỡi luôn nha các bạn nha. Rồi 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 thì như vậy là mình cũng đã review sơ sơ được cái cho các bạn có thể hình dung được cái móc ghế ô tô nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ lắp trên cái xe Honda HR-V của mình, mình sẽ cho các bạn thấy nó như thế nào luôn ha. Đó, cũng như là cái cách sử dụng cũng như là cái công dụng của nó ha. Đó, như thế nào đúng không các bạn. Rồi ok, còn đây là cái hình ảnh của cái móc treo ghế ô tô sau khi mình đã lắp vào cái ghế của xe mình rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, mình đã móc vào ha. Đó, tùy theo cái ti inox này nè, to nhỏ thì các bạn sẽ chỉnh cho nó vừa ha, xong rồi các bạn cố định lại ha, các bạn cố định lại, khóa lại ha. Đó. Rồi thì mình mua 4 cái nha các bạn, mình mua 4 cái thì mình gắn ở ghế tài ghế phụ, mỗi
mỗi ghế một cái ha, rồi sau đó là mình gắn ở hàng ghế sau hai cái nữa, để có gì có đồ gì mà mình sợ mà để nó dễ vỡ dễ bể các bạn ha. Giống như thí dụ như mình mua trứng đi, mình mua trứng gà trứng vịt rồi thế mình có thể mình treo lên để cho nó khi mà mới nó chạy á, nó không có bị trường tới trường lưu rồi nó bị bể ha. Đó nghe các bạn. Rồi thì hai cái này ở hàng ghế trước ha, thì mình sẽ để cho cái người ở cái hàng ghế sau á, người ta treo đồ lên ha, ví dụ như là treo nước uống hay gì đó các bạn ha. Treo nước uống hay là đồ đạc gì đó ha, có thể là điện thoại cũng được ha các bạn, có thể điện thoại thì các bạn có thể gắn vào cho trẻ em ở sau nó ngồi nó coi cũng được ha. Đó rồi thì cũng có thể treo nước uống thì treo vậy nè các bạn. Đó, treo móc vô thôi, treo vậy thôi là chạy là yên tâm luôn, nó đâu có sợ đâu bị rớt ở đâu các bạn ha. Đó, không có sợ rớt nữa ha. Chai nước này kia mà ly nước này kia mà các bạn móc vào đây ha, các bạn chạy thì nó không bị đổ ra ngoài ha, dơ xe ha. Rồi cái chỗ này thì mình sẽ lắp cái điện thoại vào cho các bạn xem nha. Đó, mình bật cái lẫy dưới đây nè các bạn ha, mình bật cái lẫy dưới đây nè, dưới đây nè mình bật cái lẫy ra ha. Rồi cho nó ấy lên xong rồi các bạn sẽ để được cái điện thoại ha. Đó, cố định được cái điện thoại ha. Đó, cho trẻ em nó ngồi sau đây có thể nó coi phim một hình ha này kia các bạn ha, hoặc là nó chơi game cũng được nha các bạn. Đó, rất là tiện nha. Rồi đây treo nước uống ha. Đó, treo vật dụng nước uống. Rồi bên đây thì để tivi ha, ý là để điện thoại nha các bạn. Đó, rồi mình sẽ cho các bạn xem hai cái đằng sau nữa đây các bạn. Đó, còn hai cái thì mình sẽ gắn vào cái ghế này ha. Đó, hai cái ghế sau một bên cái ha, thì các bạn có thể treo móc mấy cái đồ đạc nữa các bạn ha. Mình mua thí dụ mình mua trái cây hay là mình mua trứng cái này cái kia các bạn, thì các bạn có thể móc vào đây ha. Các bạn móc vào đây, sợ nhiều khi mình để ở dưới sàn này thì mình chạy nó va đậm nó va tới lui nó bể các bạn, thì các bạn có thể móc vào đây ha, cố định nó đây. Hai cái hàng ghế trên hai cái, hàng ghế dưới hai cái nha các bạn. Rồi thì với cái giá mà chưa đầy 20.000 một cái móc này nè các bạn, một cái móc ghế treo đồ ha, móc ghế ô tô như thế này, thì mình thấy là các bạn nên đầu tư cho xe của mình nha các bạn ha, để tiện để có thể treo đồ đạc cũng như điện thoại này kia, rất là tiện nha các bạn nha ha. Đó, một món đồ mà các bạn có thể tự làm cho xe yêu của bạn cho các bạn nhé ha, giá chưa tới 20.000. Rồi cái link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả video của bạn, bạn nào quan tâm thì có thể click vào tham khảo, có thể mua nha các bạn nha. Rồi video chia sẻ đến các bạn cái móc keo đồ ghế ô tô của mình đến đây kết thúc bạn. Nếu các bạn thấy video đó, nhớ cho một like, share cũng như đăng ký kênh và xem báo cáo của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau, bye bye.